Để tiếc thương cho những người con của mẹ Việt Nam đã xả thân hy sinh mạng sống cho đại nghĩa của dân tộc. Liên quân đầu tay châu phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, xin mời ông. Kính thưa quý niệm trưởng, kính thưa quý đồng hương, thay mặt ban tổ chức lễ chào cờ cũng như là ban quản trị Đức Thánh Trần, đến Đức Thánh Trần, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến ngày hôm nay đông đủ để dự lễ chào cờ. Thưa quý vị, trong quá khứ nhưng hiện tại, quân đội luôn luôn là người đã hỗ trợ cho dân, chiến đấu vì dân, vì nước. Do đó ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin mời một vị trong quân đội, đó là Niêm Trưởng Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tập thể Chiến sĩ đến đây và trả lời ý kiến. Xin mời Niêm Trưởng Nguyễn Văn Ức.
Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn tôn giáo và kính thưa quý đồng hương, chúng tôi xin thay mặt hội đồng điều hành tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần vui vẻ và nhiều sức khỏe. Như là chiến hữu Trần Vệ đã nói là chúng tôi là những người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, thì lúc nào chúng tôi cũng sát cánh với tất cả những người dân của Việt Nam Cộng hòa để mà bảo vệ an ninh cho họ và giữ gìn một thôn xóm để cho họ có cái cơ hội sinh sống một cách an toàn. Nhưng mà sau cái quốc nạn năm 1975 chúng ta qua đây, chúng tôi cũng vẫn sát cánh với tất cả các đồng hương ở cộng đồng người Việt ở tự do ở hải ngoại để mà tranh đấu cho một cái quê hương được có sự tự do, tôn trọng đầy đủ nhân quyền như là cái gì chúng ta đã được hưởng ở những cái xứ tự do trên thế giới. Thì chúng tôi cũng ước mong rằng cái nguyện vọng của chúng tôi tập hợp được tất cả những anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và làm những công tác mà chúng tôi cần phải làm cũng trong quá khứ cũng như hiện tại. Nhân cái dịp này thì chúng tôi cũng xin phép quý vị là vì tôi cũng được anh em tín nhiệm thay thế chị cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân điều hành cái hội HO cứu trợ thương phế binh. Và trong cái đại nhà hội cảm ơn anh 11 vừa qua thì chúng tôi có cái buổi họp báo hôm Chủ nhật tuần rồi ở tại Thư viện Việt Nam để công bố cái thành quả của đại nhà hội cảm ơn anh. Thì chúng tôi cũng xin thông báo cùng tất cả quý vị là cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 thì đại nhà hội cảm ơn anh 11 đã thu được trên 1.600.000 để giúp cho anh em thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên cái tinh thần Nguyễn Thị Hạnh Nhân vẫn còn tiếp tục và anh Nam Lộc là cố vấn của hội cũng đã đi qua Âu Châu, Canada và ở Âu Châu thì thu được khoảng trên 30.000 và ở Canada thì 150.000. Thì chúng ta nghĩ rằng cái số tiền của đại nhà hội cảm ơn anh 11, cái tinh thần Nguyễn Thị Hạnh Nhân tiếp tục mà có thể chúng ta đạt được con số trên 1.800.000. Đó cũng là một cái niềm an ủi lớn lao cho tất cả thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng hòa. Chúng tôi thay mặt cho tất cả các anh chị em hội HO cứu trợ thương phế binh và thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng hòa chân thành cảm ơn những cái lòng hữu ái của tất cả quý vị mạnh thường quân, những ân nhân, những đồng hương đã thương anh em thương phế binh và quả phụ, đã giúp cho và quý mến cái sự hăng say làm việc của bà cố hội trưởng mà gửi đến một số tiền rất là khả quan, có thể nó nhiều hơn tất cả các đại nhà hội từ 1 tới 10 vừa qua. Thì cũng nhân dịp này chúng tôi xin gửi lời kính cảm ơn và tri ân tất cả những sự đóng góp và lòng thương mến của tất cả quý đồng hương, quý ân nhân đến với thương phế binh và bảo phụ Việt Nam Cộng hòa. Chúng tôi cũng xin thông báo thêm là quý vị vừa được biết cái press release của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn là Quốc hội tiểu bang California đã chấp thuận cái nghị quyết SRC 60 để chọn một cái khoảng đường ở Freeway 405 là khoảng đường để commemorate cho Lieutenant Colonel Nguyễn Thị Hạnh Nhân, The Disabled Veteran Association ở tiểu bang này. Và trong một ngày sắp tới chúng tôi sẽ có thể có cái buổi họp và chúng tôi sẽ mời tất cả các hội đoàn đoàn thể để quý vị đóng góp ý kiến và quý vị có thể giúp sức trong cái buổi lễ mà vinh danh này. Có thể là theo Thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn đề nghị
là nhằm cái dịp dỗ năm đầu tiên của bà cố hội trưởng Nguyễn Thị Nhân. Nhưng mà chúng tôi muốn có cái input của gia đình, cho nên khi có sự mời gọi, mong rằng quý vị đến để đóng góp ý kiến và giúp đỡ anh em chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn Điện trưởng Nguyễn Văn Ước. Tiếp đây xin mời quý vị hô theo lời của cô Dung những cái câu khẩu hiệu. Đã đảo Cộng sản, đã đảo Việt Cộng hèn nhát đánh nước, đã đảo Việt Cộng hèn nhát đánh nước, đập tan sáu cộng sản, tổ quốc Việt Nam, tổ quốc Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn cô Dung tiếng nói mạnh mẽ của Liên Ủy ban chống cộng sản của Tây Sai. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Phan Thị Nhân là chủ tịch Hội đồng ban quản trị Liên Hội. Ông Phan Thị Nhân là chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đền Đức Thánh Trần cũng như chủ tịch Liên Ủy ban chống cộng sản của Tây Sai. Đến đây có vài lời với quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị ở trong buổi chào cờ này, thì như lời chiến sĩ Trần Huệ đã nói, quân nhân trước 75 là một quân đội trực diện chế độ cộng sản. Sau 75 chúng ta tản mát khắp nơi trên thế giới và chúng ta vẫn duy trì cái tinh thần đó, không trực diện bằng vũ khí nhưng mà chúng ta trực diện trên các phương diện đấu tranh ở hải ngoại. Và tôi nghĩ rằng và tôi tin rằng lực lượng của cựu quân nhân chúng ta phải là lực lượng dẫn đầu trong các cuộc đấu tranh trong hiện tại cũng như tương lai, để làm cái ngọn đuốc soi cho toàn dân noi theo và thế hệ thứ hai, thứ ba noi theo. Điển hình, mỗi tháng chúng ta có cuộc chào cờ tại tượng của Ngài Đức Thánh Trần để làm gì? Để duy trì ngọn lửa đấu tranh. Và đây cũng là một địa điểm cụ thể, là một cái tiêu mốc của Đảng Dân Quốc Cộng một cách rõ ràng. Thành ra chúng ta cố gắng đối với quân dân, mặc dù đã cao tuổi rồi nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng cái sức tận của chúng ta để mà đóng góp cái việc này, để giữ vững cái Đảng Dân Quốc Cộng trong hải ngoại, để làm ngọn đuốc dẫn dắt cho người dân trong nước noi theo cái gương đó. Đặc biệt là cái gương giữ nước của Ngài, của Đức Thánh Trần, để mà giữ nước vào tay Tàu Cộng, đó là điều cần thiết. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự có mặt của quý vị. Cũng xin báo thêm là trong một tháng qua chúng ta đã bỏ cái việc mà thụ lộc thứ năm, vì sau một thời gian gần một năm làm thụ lộc thánh, chúng ta thấy là nó có nhiều sự phức tạp ở trong đó. Giờ chúng ta tập trung vào cái buổi chào cờ thứ bảy đầu tháng, mỗi tháng mà thôi. Và chúng tôi kêu gọi sự quan tâm của quý vị. Thưa toàn thể quý vị, mặc dù bữa nay chúng ta cũng không có đông, nhưng mà cũng là những tiếng nói của người Việt Nam Cộng sản chúng ta ở hải ngoại. Và đặc biệt chúng ta làm thế nào để duy trì được cái đền thờ của Ngài, cái tượng của Ngài mãi mãi cho nhiều thế hệ nối tiếp về sau, vì đây là cái tựa trong cuộc đấu tranh trong tương lai và hiện tại. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Cảm ơn cô Dung, tiếng nói vẫn còn là không hậu. Tiếp theo đây thì chúng tôi muốn mời một nhân sĩ đến đây cũng có một vài lời ngắn gọn để mà nói về cái Liên Ủy ban Chống Cộng sản Sai Trái của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của Hội, của Đại Ban Chấp hành Đền Đức Thánh Trần. Mời anh Bùi Trọng Nghĩa là tiếng nói của một nhân sĩ. Mời anh Bùi Trọng Nghĩa. Trân trọng kính chào quý vị.
Trước hết tôi xin nói một phần thứ nhất là để tiếp vào lời của Trung tá Ức. Cái thành quả vừa rồi là của liên đại của 1.6 triệu đấy, 1.8 triệu đấy, đó là cái thành quả. Nhưng mà nó đã nói lên rằng sau 42 năm rồi, cái mức độ tiền của lần thứ 11 nó lên cao hơn trước nữa. Như thế để nói đến gì? Nói đến cái lòng căm thù của Cộng sản đối với dân, người dân mỗi ngày một cao hơn chứ không phải thấp xuống. Đó là cái số nữa. Cái thứ hai nữa là cái thành quả đó cũng nói lên gì? Nói lên là một nửa thế kỷ rồi, cái tình dân quân của Việt Nam Cộng Hòa với lính Việt Nam Cộng Hòa bền vững đến nửa thế kỷ. Mà tôi phải nói rằng là các ký giả ngoại quốc đều ngạc nhiên, là bởi vì trong cái thế chiến thứ nhất, thứ hai và những trận chiến tranh ở trên thế giới này, chưa có một bãi binh nào mà nửa thế kỷ rồi tình dân quân vẫn cứ dài như thế. Cái đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa là đối phương đã phải cúi đầu xấu hổ và khâm phục rằng là cái tình quân dân của người của chúng ta bền vững, mà ở bên Việt Nam thương phế binh của bộ đội không có được đối dân đối xử như vậy. Cái điều thứ tư nữa là nói rằng là nửa thế kỷ rồi mà đồng bào còn thương, còn đóng tiền, còn nói lên chữ uất hận như vậy là diễn tả cái gì? Đấy là diễn tả rằng chúng ta quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu chính nghĩa. Tôi xin tiếp lời. Còn riêng về Liên Ủy ban Chống Cộng và Tay Sai, tôi chỉ là bân sĩ ngoài thôi. Tôi đến đây cư ngụ ở đây là năm 2011. Và trong suốt thời gian ở đây, tôi phải nói với quý vị rằng là sau 30 tháng 4 1975, lúc 10 giờ tướng Tổng thống cuối cùng của chúng ta là Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì toàn thể miền Nam từ thị xã đến thôn xóm cho đến quận lỵ cho đến trại lính của chúng ta, cờ yêu thương của chúng ta kéo xuống, và đồng thời cờ máu của kẻ địch tràn ngập phố phường tất cả mọi nơi Việt Nam. Tôi xin diễn tả bằng câu của lời thơ của Trần Dần rằng là tôi bước đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ. Và lá cờ yêu thương của chúng ta sau 1975 30 tháng 4 thương xót, đau thương và trầm luân. Về sau đó tới ngày hôm nay lá cờ của chúng ta lại được phất phới ở trên cái thủ đô yêu thương này. Kẻ địch đã 3-4 lần trong những tháng vừa qua đã đột kích mang lá cờ máu toan tính cũng treo ở đây, nhưng mà nhờ có Liên Ủy ban Chống Cộng và Tay Sai ngay từ giờ phút đầu đã đến triệt tiêu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không phải đi dưới lá cờ của chúng. Trong tương lai chắc chắn rằng với Liên Ủy ban Chống Cộng, quý vị còn hơi thở, quý vị cũng còn bảo vệ được cái thủ đô này. Và tôi đây là một cựu quân nhân, tôi xin cảm ơn quý vị, là bởi vì chắc chắn rằng tôi sẽ không phải đi ở dưới mà lá cờ máu. Lời tôi xin giãn diễn tả thế này để cảm ơn quý vị. Lời của một nhà văn nổi tiếng của miền Nam, đấy là ông Hoàng Hải Thủy, ông nói rằng nếu một ngày nào đó nơi tôi ở cuối cùng này đó mà phất phới lá cờ đỏ sao vàng đó, thì xin cho tôi được chết trước. Tôi xin cảm ơn quý vị trong Liên Hoan Chống Cộng và Tay Sai. Xin cảm ơn anh Bùi Đồng Nghĩa. Kính thưa quý vị là quân nhân, chúng tôi qua lời của anh Bùi Đồng Nghĩa, một nhân sĩ, chúng tôi sẽ cố gắng đến giờ phút cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng để mà chiến đấu như ngày xưa là bảo vệ lá cờ vàng má sọc đỏ, cũng như là để mà an dân. Chúng tôi xin quý đồng hương giúp cho chúng tôi sức khỏe để chúng tôi tiếp tục công việc đấu tranh, nói theo cái tinh thần đấu tranh của Đức Thánh Trần, người vị đại tướng đã 3 lần chiến thắng quân Nguyên. Đó là một cái điều mà chúng tôi hằng mong ước. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tổ quốc Việt Nam! Quân! Tổ quốc Việt Nam! Quân! Tổ quốc Việt Nam! Quân! Đạo quyết Việt Cộng! Đạo! Đạo quyết BC! Đạo!
đau, đau, đau. Đau quyết quý sĩ. Đau, đau, đau. Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Anh Nhân có ý kiến gì nữa? Xin bây giờ xin qua như buổi lễ đến đây chấm dứt. Xin mời quý vị vào trong đền thánh để dùng cà phê. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thấy cái bả này sao? Rêu trớt hốt từ Việt Nam qua. Mình phản ứng lại cái vụ Việt Nam qua của tụi nó. Có làm bậy không à? Thank you.